Chào anh em. Trước mắt anh em, đây là cặp đầu và móc có thể nói là vẫn đang rất được ưa chuộng ở khu vực phía Tây Bắc. Cặp móc 460 thì với cặp móc 460 này thì nó cũng chỉ đắt hơn xin chắc khoảng 7-80 triệu thôi. Thì rõ ràng là với ngoại thất đẹp, động cơ mạnh mẽ, đấy, chassis dày dặn của Volvo thì rõ ràng dòng móc này cũng đang rất được lòng người sử dụng, đúng không các bác? Đó. Và đằng sau là dòng móc Simchi Đông Duê các bác nhé. Simchi Đông Duê, các bác có thể phân biệt là Simchi Đông Duê nó sẽ có hình con ngựa như thế này này. Đấy. Nó khác với Simchi khác ở trên thị trường nha các bác nhé. Đó, tầm cầu 8,65m. Đây này, các bác nhìn này. Nó cũng chẳng xét cabin lắm đâu. Khi mà các bác đặt công có thể đặt dài ra khoảng 50 phân ở đây. Đấy, đặt ra 50 phân thì nó vẫn cách được cái mặt cabin này khoảng 3-40 phân. Thì các bác cua thoải mái. Móc Simchi. Thì Simchi này phải nói đầu tiên là cái chất thép của nó rất tốt. Thì thứ hai nữa là cái kết cấu hình của nó cực kỳ đẳng cấp đây này. Cái cổ của nó này, các bác để ý bốn cổ cổ cò của nó và nó kéo rất xa so với cái chân trống. Đấy, nó kéo dài ra. Nó sẽ giúp cho cái phần cổ này chắc chắn hơn, chịu tải tốt hơn. Đó, chassis của nó ở trên dày 1/4, ở dưới cũng dày 1/4 các bác nhá. Ở dưới có một kèm một lớp tán tắp chống võng dày khoảng 1 phân luôn này. Đây khoảng 1 phân nhé. Đây này, kéo từ đầu móc đến chân trống. Bản chassis 60 phân với độ dày là gần 9 ly các bác nhé. Gần 9 ly. Bệ đỡ loại cỡ lớn này. Bệ này khoảng 50 phân nhé. Gần 50 phân. Đó. Đây này, bác này thì bác chạy nặng thì bác sẽ sử dụng cái loại lốp có xăm. Thì có cả lốp không xăm các bác nhé. Lốp này là lốp 24. Áp của bênh loại lớn, áp 9. Với khối lá nhíp 10 lá, với mỗi lá dày 1,6 phân, 4 lá mặt, bản má phanh 22cm và hệ thống phanh của Simchi có thể nói là hệ thống phanh tốt nhất trên thị trường. Hệ thống phanh theo kiểu góc cổ của Mỹ, thông minh và rất là phanh rất là ngon. Đó, răng cổng rất là đẹp này. Đấy, cầu 13 tấn rồi các bác nhé. Dòng Simchi này sử dụng cầu 13 tấn, dòng sinh hông thì sử dụng cầu 16 tấn. Đây này. Các bác có thể quan sát. Đó, các bác nào mà chuộng dòng Simchi này thì cứ alo ngay cho em nhé. Hiện tại thì dòng này thì đang rất là cháy hàng. Nên là nếu mà các bác mà có ý định đặt thì cứ alo ngay để có một cái mức giá tốt nhất cho các bác. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.